Xin chào các bác và các anh em. Hôm nay tôi lại chia sẻ với lại các bác và các anh em một cái phương pháp căn chỉnh cái cổng súp ở trên chiếc băng số Theta K6. Thì cấu hình hôm nay thì tôi cũng sử dụng những cái thiết bị đơn giản thôi. Một chiếc băng số Theta K6, một cục đẩy xe A9 và một súp hơi ABS bát 40. Thì đối với tôi thì tôi sử dụng những cái thiết bị đơn giản mà chúng ta căn chỉnh được một cái chất âm hay vừa ý. Thì đấy nó cũng là một cái giá trị của cái vấn đề căn chỉnh. Và một vấn đề nữa là tôi sẽ có sự so sánh giữa một cái cấu hình của người sử dụng trước đó và cái cấu hình mà tôi đã căn chỉnh để cho các bác và các anh em có cái sự so sánh là khi chúng ta căn chỉnh cái cổng súp thì chúng ta sẽ sử dụng cái cấu hình nào để cho nó phù hợp. Thì hiện giờ thì tôi cũng đang mở một cái bài liên khúc sôi động có cả lời để mà thử nghiệm cái vấn đề mà cắt cái lời của ca sĩ khi mà chúng ta căn chỉnh cái cổng súp thì nó như thế nào. Bây giờ tôi sẽ vào phần mềm trên máy tính để chia sẻ với anh em về cách căn chỉnh cái cổng súp của chiếc băng số này. Trước khi vào cái phần hướng dẫn các bác căn chỉnh về cái cổng súp trên chiếc băng số này thì em lại mở lại hai cấu hình để cho các bác nghe xem cái sự thay đổi về cái chất âm của hai cấu hình này nó như thế nào. Thì như hiện giờ là các bác và anh em đang nghe cái cấu hình mà em làm có cái tên là Hồng KTV. Thế còn bây giờ em sẽ mở cái cấu hình số 2. Các bác và anh em đang nghe cái cấu hình số 2 là cái cấu hình mà của người sử dụng trước đó họ cài đặt. Về hai cấu hình này thì có cái điểm chung mà tức là cái music input thì đều có giá trị là âm 10 decibel. Cái master là 0.0 decibel. Là cái giống nhau về cái đặt cái tín hiệu của music đầu vào và cái master tức là cái volume tổng là cái giá trị tương đương. Thì cái cấu hình đây là cái cấu hình của người sử dụng trước đó. Cái cấu hình của em thì em để cho có sự so sánh một cách là nó đồng đều thì em cũng đặt một cái music input này cũng là âm 10 decibel và cái master này cũng là 0 để cho cái âm lượng xuất ra cái loa súp là nó sẽ giống nhau. Thế còn về chất âm thì nó sẽ khác nhau ở cái gì thì tí nữa em sẽ chia sẻ với các bác. Thì về cái sự khác nhau. Về cái sự khác nhau thì cái cấu hình của người sử dụng trước đó thì cắt tần số thấp thì ở cấu hình trước đó là 30.1 Hz ở chế độ ở giới hạn biên độ ở cắt tần số thấp là ở âm 24 decibel chế độ 3 xe và cắt tần số cao là 95 Hz và giới hạn ở biên độ cắt tần số cao là 48 lin dây. Còn cái giải equalizer thì như vậy là rõ ràng là như anh em nhìn trên màn hình là nó có sự khác biệt rồi. Thì bây giờ em sẽ quay trở lại cái cấu hình của em để mà chia sẻ với lại các bác anh em về cái tác dụng của cái cắt tần số thấp và cắt tần số cao xem nó như thế nào. Thì cắt tần số thấp thì em cũng để 30.1 Hz. Cái giới hạn biên độ cắt tần số thấp thì em chọn chế độ là 24 decibel chế độ booster. Thì chế độ booster này nó sẽ cắt gọn cả các cái giải âm trầm thấp. Nó sẽ cắt gọn các cái giải âm trầm nằm phía dưới của cái tần số cắt. Thì nó làm cho cái âm trầm nó được chắc, được gọn hơn. Nó đỡ bị nặng về cái phần âm trầm thấp, trầm sâu. Và cái chế độ và cắt tần số cao thì em cắt ở 140 Hz, tức là cắt hơn, cắt cao hơn của người sử dụng trước đó rất nhiều. Người sử dụng trước đó là cắt 95, em cắt 140. Và cái chế độ giới hạn biên độ bên cắt tần số cao thì em để
chế độ là 48 decibel chế độ pha xe. Thì đối với chế độ pha xe này thì nó làm cho cái âm trầm nó mềm hơn, nó có cái sự mềm mại hơn. Thì nó có sự khác biệt là ở cái cắt tần số cao và cái chế độ giới hạn biên độ cắt tần số cao. Còn trong cái giải equalizer thì em sẽ để một cái vị trí ở cái tần số trên tần số cắt ở vị trí tầm cỡ khoảng độ 38 cho đến 40. Và cái tính chất của cái tần số từ 40 cho đến 60 là những cái tần số mà nó làm nên cái giai điệu của cái âm trầm, làm nên cái giai điệu của cái âm trầm. Thế thì em sẽ giảm có thể là 1-2 decibel ở cái tần số 37-38, và em có thay đổi cái giá trị Q, thay đổi giá trị Q, thay đổi giá trị Q. Thì khi ta thay đổi giá trị Q thì như là các bác anh em nhìn thấy ấy, thì khi ta để giá trị Q mà lớn thì nó sẽ tăng về các cái vị trí tần số ở phía trên cái tần số cắt và ở phía trên cái vị trí equalizer chúng ta chọn. Còn nếu như chúng ta mà để cái giá trị Q nhỏ thì nó cũng làm giảm âm trầm, làm giảm âm trầm. Cái này nó sẽ có tác dụng là khi mà các bác anh em cảm cảm thấy là nó thiếu đi các cái giải tần số thuộc âm trầm thấp ở trong cái phạm vi tần số 40 trên 40, thì các bác anh em có thể là tăng cái giá trị Q lên, tăng giá trị Q lên, thì nó sẽ tăng các cái giải tần số ở phía trên của cái tần số chúng ta vừa mới căn chỉnh, thì là nó sẽ tăng được cái âm trầm. Và tính chất của âm trầm ở cái khu vực này nó là cái âm trầm sâu, âm trầm gọn, sâu mà lại gọn. Và em chọn ra một cái vị trí lấy làm đỉnh của âm trầm, làm đỉnh âm trầm, thì em chọn ở cái tần số là tầm từ 50 cho đến tầm khoảng độ 63, từ 50 trên 63. Thì đối với lại chiếc vang số này và cụ thể là đối với chiếc loa súp hơi ABS thì em chọn một cái tần số là 54 làm đỉnh âm trầm, và em tăng lên 3-4 decibel để cho như vậy là cái lực của âm trầm mà là nó sẽ nhiều lên. Và muốn tăng lực nhiều hơn nữa thì các bác và anh em có thể thay đổi giá trị Q. Nếu như đấy, khi mà anh em cần nhiều lực thì anh em sẽ để giá trị Q nhỏ. Khi để giá trị Q nhỏ thì nó sẽ tăng các cái tần số lân cận của cái tần số chúng ta vừa mới căn chỉnh. Tần số chúng ta vừa mới căn chỉnh là tần số 54,6 Hz. Khi ta để giá trị nhỏ, giá trị Q nhỏ thì nó sẽ tăng cái lực của âm trầm lên rất nhiều. Bởi vì nó tăng cả các cái tần số xung quanh của cái tần số 54,6. Thì nếu chúng ta cần lực thì chúng ta sẽ cho giá trị Q nhỏ, mà nếu như mà chúng ta cần cái âm trầm mà nó cũng vừa phải phù hợp với không gian thì chúng ta sẽ để một cái giá trị Q lớn, thì là nó sẽ phù hợp. Và một cái vị trí thứ ba nữa thì em đặt ở cái vị trí tầm cỡ khoảng độ trên 100, trên 100, và em cũng giảm đi mấy decibel, mấy decibel để cho âm trầm nó có độ chắc hơn, độ tròn, độ gọn hơn, độ chắc, độ tròn, độ gọn. Và khi cần thiết thì ta cũng thể là thay đổi giá trị Q, thay đổi giá trị Q. Nếu mà chúng ta cần cái âm trầm mà nó nặng chẳng hạn, bởi vì cái vị trí tần số tầm cỡ khoảng độ 80, tần số 80 là cái tần số mà âm trầm mà là nó nặng, thì nếu mà chúng ta cần giảm thì chúng ta sẽ để một cái giá trị Q nhỏ đi, để nó giảm cả các cái tần số dưới 100, để tần số dưới 100 và giảm các cái tần số trên 100. Còn nếu như chúng ta cần một cái âm trầm mà nó nặng thì chúng ta có thể là để một cái giá trị Q là lớn, thì nó sẽ tăng cái âm trầm nặng ở cái vị trí tần số cỡ khoảng độ 75-80, là cái âm trầm nó rất là nặng. Thì chúng ta cần nặng thì chúng ta có thể để giá trị Q lớn, thì nó cũng tăng các cái vị trí tần số 75-80 hoặc là trên 100.
tùy chỉnh theo cái sở thích và theo cái thiết bị để chúng ta như vậy là thay đổi. Và một cái vị trí quanh laser thứ tư thì em có để ở cái tần số 150 hoặc là trên 150, trên 150 có thể là tần số tầm khoảng độ 150 hoặc trên 150. Và ở vị trí tần số này thì em cũng giảm đi rất là nhiều, gần như là như vậy là hết biên độ luôn, gần như hết biên độ. Và khi cần thiết thì chúng ta cũng có thể là cần một cái âm trầm mà nó có độ nảy, cần có âm trầm có độ nảy thì chúng ta có thể là để cái giá trị Q, tăng giá trị Q lên lớn hơn, giá trị Q lớn thì âm trầm nó có độ nảy hơn. Khi chúng ta nghe âm trầm mà nó có độ nảy thì chúng ta cảm thấy là cái không gian có vẻ là nó được rộng hơn và nó được sinh động hơn. Còn khi chúng ta để một cái giá trị Q nhỏ chẳng hạn thì âm trầm là nó cũng thiếu đi độ lớn, độ lực, độ lớn, độ lực và thiếu đi cái độ nhún, độ nảy. Thì là ở cái giá, ở vị trí tần số trên 100, vị trí trên 100, trên 150, như vừa rồi là em đang để ở vị trí 164 và em có thay đổi về cái giá trị Q. Thì khi ta mà giảm giá trị Q đi thì âm trầm nó cũng vừa giảm về độ lớn và vừa thiếu về cái lực và không có độ nảy, độ nhún của âm trầm. Còn khi mà như vậy là ta tăng cái giá trị Q này lên lớn thì âm trầm chúng ta nghe nó có cái độ mềm, độ nảy hơn và có cái độ nhún, nó tạo nên một cái nhịp của cái âm trầm, nó có sự hòa quyện đối với lại các cái loa bát của loa phun, thì nó sẽ tạo nên một cái chất âm trầm rất là dễ nghe, dễ chịu. Thì bây giờ là em sẽ mở lớn cấu hình này, thì em cứ lưu vào đã, lưu vào cái cấu hình của em đã, em lưu vào cấu hình của em đã. Thì em sẽ mở lớn cái âm lượng ở trên cục đẩy lên để như vậy là anh em nghe lại để mà so sánh giữa hai cấu hình. Delay của loa súp thì loa súp thường thường là để dưới nền nhà hoặc là góc tường, nó sẽ gần với lại chúng ta hơn, gần với vị trí chúng ta ngồi, cho nên rằng là khi chúng ta căn chỉnh cái delay này để cho cái thời gian sóng âm thanh nó đến vị trí của chúng ta nó sẽ chậm đi, để cho nó có một cái tốc độ đồng đều so với lại các loa phun. Thì khi chúng ta chỉnh cái delay này là cái mục đích để cho như vậy là cái tốc độ truyền của sóng âm thanh nó có cái sự đồng đều đối với lại các loa phun khi mà đến tai người nghe. Thì khi chúng ta căn chỉnh cái delay này, nó sẽ khi chúng ta căn chỉnh được cái delay mà nó đồng đều thì nó tạo nên một cái âm trực âm trầm cộng hưởng rất là lực, rất là tròn và dễ nghe. Thì cái vấn đề mà căn chỉnh delay nó cũng là một cái vấn đề mà nó cũng rất là quan trọng khi chúng ta căn chỉnh trong một hệ thống âm thanh mà có cả loa súp và loa phun, và trong các cái gia đình mà có khi thậm chí còn dùng cả 5 loa, tức là dùng 2 đôi loa phun và 1 trầm, thì cái căn chỉnh cái delay này thì nó cũng cực kỳ là hữu hiệu. Cho nên rằng là khi các bác anh em mà sử dụng loa số thì nó có chức năng delay thì các bác và anh em cũng nên lưu ý là căn chỉnh cái delay này để cho nó phù hợp. Thì bây giờ thì em sẽ mở cả loa phun lên
Để như vậy là em căn chỉnh cái delay để cho các bác và anh em cảm nhận được là cái delay này nó có tác dụng như thế nào. Vừa rồi là em có căn chỉnh cái delay ở trên loa sub, thì em để ở cái vị trí là từ 5,5 mili giây cho đến 6 mili giây, thì em cảm nhận là cái âm sub nó rất là lực, rất là tròn, rất là căng, bởi vì nó có sự đồng đều về cái tốc độ truyền âm với lại loa full là rất là đồng đều, cho nên là cái âm trầm nó có một cái độ lực, độ tròn, độ chắc, và cảm thấy âm trầm nó lớn lên rất nhiều, thì các bác cũng nên lưu ý về căn chỉnh cái delay. Thế còn bây giờ em lại chuyển sang một cái cấu hình của cái người sử dụng trước đó để cho các bác và anh em nghe xem thế nào. Và delay của người sử dụng trước đó thì họ đang để là 0,5 mili giây, 0,5 mili giây. Và cũng nói thêm với lại các bác anh em một chút là ở trong cái chế độ limit là cấu hình của họ thì họ có sử dụng khác với em. Ở chế độ limit này thì họ để một cái giá trị 7 dBu, một cái giá trị là cũng tương đối xa, cho nên rằng là khi chúng ta mở lớn thì âm trầm nó cũng không được tròn, bởi vì là nó có nhiều cái tín hiệu mà nó vượt ngưỡng, mà cái chế độ quán sơ này, chế độ limit này nó không làm việc. Ở cái cấu hình của em thì em để là 1 dBu, cái tỷ lệ thì họ cũng để 4.1, cái thời gian tấn công bắt đầu làm việc thì họ để là 0,78 mili giây, là hơi nhiều, hơi xa, tức là từ lúc mà tín hiệu nó nhô lên thì một quãng thời gian nhiều hơn của em. Thường thường chúng ta nên để là như vậy 50-60, nhưng ở đây họ để là 78 mili giây, thì nó hơi xa, tức là tín hiệu vượt ngưỡng một thời gian lâu hơn của em thì bắt đầu cái chế độ quang sơ này mới làm việc. Mà ở cái chế độ the shot, chế độ the shot là cái chế độ đặt ngưỡng, thì họ lại để hơi xa, cho nên rằng là hầu như là không tác dụng ở trong cái chế độ limit này. Và cái thời gian xả nén, thời gian sau khi tín hiệu trở về trạng thái bình thường thì họ để là hơn 700 mili giây, thì có lẽ là cũng hơi xa. Thế còn cái của em thì em quay trở lại để cho các bác nhìn rõ, các bác có thể là xem là cái chế độ của em là như nào. Thì cái the shot này thì là em để là 1 dBu, tỷ lệ 4.1, cái aztec thì em để là 0,54 mili giây, và cái zenith này là 100 mili giây, tức là cái thời gian nó phù hợp thì nó sẽ có tác dụng trong cái chế độ compressor, chế độ limit này. Khi tín hiệu vượt ngưỡng thì khi chúng ta mở cái âm lượng lớn thì tín hiệu bắt đầu là nó mới tăng cái biên độ về cái sóng âm, thì khi chúng ta để ở một giá trị vừa phải thì nó sẽ có tác dụng là cắt gọn, hạ bớt các cái sóng mà nó có biên độ lớn, để cho cái tín hiệu của chúng ta nó có sự đồng đều, thì nó làm cho âm thanh nó tròn, nó rõ hơn, và nó không bị ù.
thì nó có sẽ có một cái chất âm mà nó hay hơn, nó dễ nghe hơn. Thì nó cũng có những cái khác trong những trong hai cái cấu hình mà em cũng vừa chia sẻ với các bác các anh em. Và các bác có thể là qua hai cấu hình này thì các bác có thể là xem nghe thử và đánh giá xem là chúng ta nên sử dụng cái cấu hình nào cho nó phù hợp. Cũng không phải là như vậy là em hướng các bác đến cái cấu hình riêng biệt của em, nhưng mà các bác có thể là nghe nghe bằng đôi tai để mà các bác đánh giá về chất âm và qua các cái thông số ở trên màn hình để các bác có thể là hiểu để mà có thể là áp dụng được là chúng ta sẽ sử dụng cấu hình nào để cho nó phù hợp. Thì qua cái clip hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ với các bác các anh em về cái cách căn chỉnh cổng súp ở trên chiếc van số Theta K6, và cũng đưa ra hai cái cấu hình để cho các bác anh em có thể là tham khảo để có thể là chúng ta lựa chọn cái cấu hình nào cho nó phù hợp. Thì các bác xem thì các bác cảm thấy hữu ích thì các bác hãy động viên em, ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh Thành Hồng Audio KTV để em có nhiều động lực và chia sẻ với các bác và anh em nhiều cái video video clip mà nó hữu ích hơn. Và các bác hãy nhớ ấn vào nút chuông để mà thường xuyên nhận được các cái thông báo mới khi em có những video clip.